Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo tại ga đến phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất trong đêm ngày hôm nay. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, phía trước màn hình của chúng ta là khu vực chờ lấy hành lý. Ngày hôm nay thấy lượng khách ra phía bên khu vực chờ lấy hành lý hơi ít các bạn. Có lẽ mặc dù trong đêm ngày hôm nay chuyến bay đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản rất là đông, tuy nhiên thì những hành khách đang làm thủ tục ở phía trên lầu, đang làm thủ tục nhập cảnh chưa xuống ở phía dưới khu vực chờ lấy hành lý các bạn. Tường Vũ Channel cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ cũng như là có những lời động viên góp ý chân thành đối với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Những cái video được cập nhật trực tiếp tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất chủ yếu là Tường Vũ Channel cập nhật hình ảnh cô chú anh chị và các bạn Việt Kiều, Kiều Bào cũng như là du khách quốc tế đến với Sài Gòn. Những hình ảnh tại phi trường để gửi đến cho quý vị và các bạn chưa có điều kiện trở về Việt Nam được nhìn thấy không khí nhộn nhịp mỗi ngày ở tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tường Vũ Channel cũng rất cảm ơn đến tất cả những lời đóng góp chân thành của tất cả cô chú anh chị và các bạn. Những lời đóng góp quý báu chân thành của tất cả cô chú anh chị và các bạn, đây là những động lực rất là quý giá đối với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Hiện tại trên màn hình của chúng ta thấy bảng điện tử thông báo bây giờ là 22 giờ 27 phút. Và trong ngày hôm nay có rất nhiều chuyến bay hạ cánh đến từ Úc, rồi Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Malaysia. Đặc biệt trong các chuyến bay hạ cánh buổi tối sau 22 giờ là những chuyến bay đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Phải nói trong thời gian gần đây thì có rất nhiều bà con Việt Kiều bên nước ngoài trở về Việt Nam. Sân bay Tân Sơn Nhất luôn luôn náo nhiệt và đông vui khi có nhiều Kiều Bào về nước thăm quê hương, thăm gia đình cũng như là kết hợp đi du lịch. Tại sân bay Tân Sơn Nhất luôn luôn đem đến cho chúng ta những hình ảnh xúc động, những hình ảnh nghẹn ngào và những niềm vui, hạnh phúc. Hiện tại phía trước màn hình của chúng ta là cửa đến A1 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong đêm ngày hôm nay. Bây giờ đã là 11 giờ 15 phút của chú anh chị và các bạn. Như vậy chúng ta mất khoảng hơn 25 phút ở trên khu vực lầu 1 phải chờ lượng hành khách Việt Kiều xuống tại khu vực chờ lấy hành lý thì bắt đầu phía bên ngoài cửa A1, cửa Kiều và du khách bắt đầu đẩy hành lý ra phía ngoài rất đông. Và mỗi đêm cũng như trên kênh YouTube Tường Vũ Channel hay cập nhật những hình ảnh tại phi trường để gửi đến cho quý vị và các bạn được xem, được thấy những hình ảnh mới và vui nhộn ở tại phi trường. Phải nói càng về cuối năm thì số lượng Kiều Bào ở bên nước ngoài trở về Việt Nam rất đông. Bên cạnh đó có những du học sinh, có những người lao động hết hợp đồng họ cũng quay về Việt Nam. Đặc biệt là Kiều Bào sống xa quê hương, chưa có điều kiện trở về Việt Nam trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Và ngày nay thì họ đã sắp xếp được công việc và trở về Việt Nam thăm quê hương. Đây là niềm hạnh phúc của không chỉ riêng những Kiều Bào mà những người thân ở tại Việt Nam cũng cảm thấy vô cùng sung sướng khi mà đón tiếp những anh chị Việt Kiều đẩy hành lý ra phía ngoài. Ở tại khu vực chờ đón thân nhân, đón du khách thì ngoài người thân, bạn bè thì còn có các nhân viên của các khách sạn lữ hành, các công ty du lịch, các dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ cũng đều đến đây để mà chờ đón những vị khách yêu mến của mình. Chúng ta bắt đầu thấy phía trong lần lượt hành khách ồ ạt đẩy hành lý ra phía ngoài các bạn.
mình sẽ cập nhật cho đến khoảng gần 12 giờ đêm sẽ kết thúc cái video trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, theo như thông tin mới nhất thì hãng hàng không Vietjet Air đã bắt đầu tăng tần suất các chuyến bay thẳng đến đảo Đài Loan. Từ Việt Nam đến đảo Đài Loan khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ thôi, chúng ta đã có thể hạ cánh xuống khám phá Đài Loan. Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến đảo Đài Loan chúng ta mất khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Thì chúng ta có thể mua vé bay thẳng, đây là các chuyến bay thẳng nha các bạn, đến khám phá đảo Đài Loan hoặc trải nghiệm du lịch Việt Nam với hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air. Phải nói sau khi Đài Loan Trung Quốc chính thức mở cửa cho du khách quốc tế từ ngày 13 tháng 10 năm 2022 vừa qua, thì hãng hàng không Vietjet Air đã khôi phục trở lại cũng như tăng tần suất các chuyến bay thẳng đến đảo Đài Loan xinh đẹp, mộng mơ. Và để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách với hàng loạt chương trình khuyến mãi được áp dụng với giá vé hấp dẫn của hãng hàng không Vietjet Air. Kính thưa quý vị, như vậy từ đầu tháng 11 thì các chuyến bay thẳng từ Tân Sơn Nhất, từ sân bay Nội Bài của hãng hàng không Vietjet Air sẽ nhanh chóng đưa chúng ta, đưa du khách đến thành phố Cao Hùng. Đây là một trong những đô thị lớn thứ hai của Đài Loan, chắc tất cả cô chú anh chị và các bạn đều biết. Đặc biệt khu chợ đêm ở tại thành phố Cao Hùng. Đây là một trong những điểm du lịch hấp dẫn, sầm uất và có cả cảng biển lớn nhộn nhịp ở tại đây nữa cô chú anh chị và các bạn. Thật sự mà nói, đường bay Tân Sơn Nhất Cao Hùng đã thực hiện 3 chuyến trên một tuần và chắc chắn sẽ tăng lên 4 chuyến trên một tuần kể từ ngày 16 tháng 12 năm nay. Trong khi đó, hành khách có thể bay từ sân bay Nội Bài thành phố Hà Nội đến Cao Hùng với 2 chuyến trên một tuần và sẽ tăng lên, tăng tần suất bay một chuyến khứ hồi hàng ngày từ ngày 16 tháng 12 sắp tới luôn của chú anh chị và các bạn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể di chuyển giữa Hà Nội và Sài Gòn với Đài Bắc. Đây là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa lớn của Đài Loan, với nhiều chuyến bay xuyên suốt cả tuần luôn các bạn. Ngoài ra nữa thì các đường bay đến Đài Trung, Đài Nam cũng sẽ sớm khôi phục trở lại nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao vào dịp Tết Dương lịch sắp tới đây cũng như là Tết Nguyên Đán năm 2023 sắp tới các bạn. Trong chuyến bay hạ cánh đến phi trường Tân Sơn Nhất đêm nay có rất nhiều du khách. Họ đang ôm chồm lấy nhau, hạnh phúc vô bờ bến các bạn. Hạnh phúc vỡ òa. Đôi khi hạnh phúc cũng kèm theo những giọt nước mắt các bạn. Họ không thể nào nén lại những giọt lệ được các bạn ha. Hạnh phúc mà đôi khi phải có những giọt lệ rơi. Để trải nghiệm với hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air từ Việt Nam đến Đài Loan, hoặc là từ Đài Loan có thể đến Việt Nam để đi du lịch với giá vé chỉ từ 615.000 đồng trên một chiều, chưa bao gồm các thuế phí của chú anh chị và các bạn nhé. Ngoài ra vào mỗi thứ hai hàng tuần, từ nay cho đến ngày 19 tháng 12 năm 2022, thì chúng ta cũng có thể mua vé khuyến mãi giảm đến 20%, chưa bao gồm thuế phí cho các đường bay quốc tế khi nhập mã Hello Việt Nam tại website ứng dụng điện thoại Vietjet. Với thời gian bay đến ngày 18 tháng 9 năm 2023, trừ các dịp Tết lễ các bạn. Phải nói Đài Loan luôn là một trong những điểm đến ưa thích của du khách Việt Nam vì có thời gian di chuyển rất ngắn. Bên cạnh đó còn thu hút với những phong cảnh, sắc thái thiên nhiên
rất là hữu tình, và chưa kể đến các ẩm thực hấp dẫn với nhiều món ăn tại chợ đêm đặc sắc, trải nghiệm mua sắm đa dạng. Từ khi Đài Loan mở cửa trở lại du lịch quốc tế và khôi phục các cái chính sách e-visa, tức là visa điện tử đó, để xin thị thực nhanh chóng thì không cần chứng nhận hoặc là xét nghiệm cách ly đối với tình hình dịch bệnh Covid-19. Cũng từ đó cho nên khách quốc tế cũng có thể dễ dàng khám phá Đài Loan cũng như là khám phá Việt Nam. Đây là một tin rất vui đối với những tín đồ thích đi du lịch tại Đài Loan cũng như là những người dân Đài Loan muốn đến Việt Nam. Sân bay Tân Sơn Nhất trong buổi tối ngày hôm nay vẫn có rất đông du khách đến từ châu Á các bạn. Có một số người đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc nữa. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, theo thông tin mới nhất thì Việt Nam sẽ chính thức bổ sung thông tin về nhân sinh vào quyển hộ chiếu mới đã được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, và bổ sung nhân sinh vào mẫu hộ chiếu mới trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Cô chú anh chị và các bạn, như chúng ta cũng biết rồi, đối với mẫu hộ chiếu mới có bìa màu xanh tím than mà bên trong thì lại không có cái mục nơi sinh như các cái mẫu hộ chiếu cũ trước đây. Chính vì đó cho nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi du lịch của công dân Việt Nam, đặc biệt là khi đi du lịch đến một số nước châu Âu rất là khó khăn. Và như vậy thì từ nay cho đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2023 sẽ phải bổ sung nơi sinh và quyển hộ chiếu màu mới này của chú anh chị và các bạn. Như vậy thì chính thức là từ cái quyển hộ chiếu màu mới kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 chắc chắn là đều có cái thông tin nơi sinh vào đây, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có thể làm thủ tục xin visa vào một số nước châu Âu cũng như là một số nước mà đang nghiên cứu là hạn chế về cái việc cấp thị thực đối với mẫu hộ chiếu khi thiếu thông tin nơi sinh. Thật sự mà nói thì khi bổ sung nơi sinh vào quyển hộ chiếu mẫu mới tương tự như những cái quyển hộ chiếu cũ trước đây sẽ là đảm bảo cái quyền lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam khi mà nhập cảnh ở tại các nước trên thế giới các bạn. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở tại khu vực chờ đón cửa đến A1. Thì trong cái video clip ngày hôm qua, có một số anh chị có hỏi là cái điểm đón taxi là ở đâu. Thì hiện tại chúng ta sau khi mà đẩy hành lý ra phía ngoài cửa A1 này, anh chị nhớ rẽ bên phía tay trái ha, đi về hướng cột số 234 các bạn, thì ở đây sẽ có điểm đón xe taxi, và taxi thì phục vụ 24/24 ở tại thị trường quốc tế Tân Sơn Nhất.
khi mà còn sân bay hạ cánh là taxi vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Cho nên cô chú anh chị và các bạn cứ yên tâm về cái việc mà đón xe taxi ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, tiếp theo đây Tường Vũ Channel xin phép chia sẻ một bài viết, một lời tâm sự về đồng đô la của những người Việt Kiều ở bên Mỹ gửi về Việt Nam, hay còn gọi là góc khuất sau đồng đô la Mỹ các bạn. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, có nhiều người Việt ở Mỹ có một cái thói quen thường là lo cho cuộc sống ở bên Mỹ thì ít hơn, nhưng mà lo bên Việt Nam thì nhiều hơn. Có nghĩa là những người con họ rời Việt Nam để đi định cư ở Mỹ, tuy nhiên trong thời gian đầu thì họ lo lắng cho cuộc sống ở Mỹ ổn định rồi, sau đó họ hướng về gia đình ở bên Việt Nam, thì đây cũng là điều tốt. Và có lẽ là họ nghĩ do Mỹ là một đất nước có nhiều cơ hội, người có sức thì làm nhiều sẽ kiếm được nhiều tiền, còn người làm ít thì sẽ có ít tiền. Nên tất cả ai cũng nghĩ sang tới Mỹ rồi thì có việc là kiếm được tiền thôi, còn bên Việt Nam còn khó khăn, còn vất vả, nên ít nhiều thì chúng ta cũng phải giúp cho những người bên Việt Nam. Kính thưa quý vị, khổ vì một cái mác Việt Kiều. Mà nghĩ thì cũng đúng, lúc chưa đi Mỹ đó thì mỗi lần thấy Việt Kiều về nước, áo lụa, quần là, xài tiền như nước, nên nghĩ bên này sướng lắm. Viết thư qua lại với bạn bè, tôi cũng nghĩ bên đó không cần làm gì hết, tiền từ trên trời rớt xuống để mà xài, cứ như lá trên cây. Kính thưa cô chú chị và các bạn, mười mấy năm sống tại xứ người, rốt cuộc rồi cũng sáng mắt ra và cũng thấy được sự khó khăn. Cứ mỗi tháng đến thì tất cả những hóa đơn bắt đầu đổ dồn về, từ hóa đơn nhà tới xe, bảo hiểm, điện thoại, thức ăn, rồi chi tiêu lặt vặt, nợ nần chúng ta cũng phải tự lo, chứ chẳng mấy ai ký trả giùm, kể cả họ hàng ruột thịt. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đối với người Việt của chúng ta thì nghề làm nail tại Mỹ nó như là một thương hiệu, có một sự mặc định trong nghề nghiệp, hầu như ai ở Mỹ cũng đều biết. Đối với những người Mexico và các nước Nam Mỹ thì họ chuyên làm cầu đường, xây dựng và phụ bếp. Đối với người Hoa thì họ buôn bán và mở nhà hàng ở trong các cái Chinatown. Còn đối với người Việt Nam thì làm nail và hớt tóc. Người Ấn Độ, Pakistan và các nước Nam Á khác thì họ làm chủ các cây xăng, cửa hàng tiện lợi. Người Hàn Quốc thì làm việc giặt ủi và mở nhà hàng trong các Korean Town. Còn đối với người Philippines và các nước gốc châu Phi, họ làm y tá và giúp việc nhà, vân vân. Thỉnh thoảng ra ngoài gặp người Việt, chỉ sau mấy câu xã giao theo kiểu tên gì, ở đâu, chạy xe gì, mua nhà chưa, lấy vợ chưa, hay là hỏi mấy con mấy cháu rồi, thì nghe sẽ tiếp được 2-3 câu quen thuộc. Qua Mỹ lâu chưa, làm nail hay làm hãng? Lúc đầu thì những ai mới qua khi nghe những câu hỏi này cũng cảm thấy hơi bực mình và rất khó chịu, bởi vì nghe những câu này giống như là hỏi có phần soi mói đến cái việc riêng tư, việc cá nhân. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, có rất nhiều Việt Kiều bên Mỹ, bên Canada, bên châu Âu cũng có chia sẻ rằng cho dù ở đâu thì chúng ta cũng phải lao động một cách nghiêm túc và lao động vất vả mới có được một cuộc sống tốt đẹp được. Thậm chí
ở bên đó có những người chủ nhà hàng, người ta vẫn còn phải làm cực hơn ở Việt Nam, vì cũng không dám thuê nhiều người làm, còn phải tự làm hết, chứ không như ở Việt Nam cứ cho thuê rồi làm chủ thì mướn nhân viên về, mình chỉ ngồi quản lý thôi. Cho nên ở đâu thì chúng ta cũng phải làm, và làm rất nhiều. Có nhiều nước người ta còn làm gấp nhiều lần hơn so với ở Việt Nam cơ. Nói chung thì cũng có rất nhiều anh chị Việt Kiều ở bên Mỹ, bên châu Âu, cứ về Việt Nam thấy Việt Nam sướng quá, không có nơi nào sướng bằng ở Việt Nam. Cứ thích thì làm, không thích thì nghỉ, đói thì ăn. Còn ở các nước thì chúng ta phải làm, chứ không có chuyện như là buổi sáng là 8, 9, 10 giờ sáng vẫn còn ngồi cà phê rồi thoải mái. Như vậy thì rất là sung sướng các bạn. Có rất nhiều anh Việt Kiều về Việt Nam thực tế là nhìn nhận như vậy, ở Việt Nam rất sướng. Giờ làm việc mà họ cứ đi ở ngoài đường rất là nhiều, rồi ngồi quán cà phê, ngồi ăn sáng, rồi ngồi nói chuyện, rất là thoải mái, như vậy rất sướng rồi. Chứ còn bên nước ngoài thì đâu có thời gian mà ngồi uống cà phê cả mấy tiếng đồng hồ trong một ngày như vậy, không có thời gian các bạn. Đây là những lời chia sẻ của anh chị Việt Kiều ở bên Mỹ cũng như là bên châu Âu. Nói như vậy không phải là ở Mỹ là khổ các bạn. Thật ra cũng có nhiều người đặt một câu hỏi là người Việt Nam sinh sống ở Mỹ sướng hay là khổ. Thật sự mà nói, định cư ở Mỹ là một trong những giấc mơ của rất nhiều người Việt Nam. Bởi vì ở xứ sở cờ hoa vốn được xem là xứ sở của thiên đường, là nơi có nhiều cơ hội để làm việc với mức lương hấp dẫn. Bên cạnh đó, chưa kể đến các phúc lợi xã hội đầy đủ, nhiều cơ hội học tập ở các trường đại học lớn trên thế giới. Đó cũng là lý do vì sao hàng năm đất nước này luôn thu hút một lượng lớn người Việt đặt vé máy bay đi Mỹ để sinh sống, học tập và làm việc. Tuy nhiên, việc sinh sống ở Mỹ có thật sự như tưởng tượng của bao người? Người Việt sống ở Mỹ sướng hay khổ? Đó là câu hỏi của rất nhiều người tự đặt ra, tự suy nghĩ rằng là người Việt Nam của chúng ta sống ở Mỹ sướng hay là khổ? Chắc chắn rằng ai cũng biết chất lượng cuộc sống ở Mỹ rất là cao. Bởi vì Mỹ là một trong những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới, là một đất nước có cuộc sống chất lượng, đời sống rất cao, với nhiều phúc lợi xã hội tuyệt vời. So với Việt Nam, nếu xét về mặt xã hội và chất lượng cuộc sống, người Việt ở Mỹ chắc chắn sướng hơn. Bởi nếu sinh sống tại Mỹ, đặc biệt là những người đã định cư ở Mỹ và có thẻ xanh, thì chắc chắn họ sẽ nhận được các chế độ an sinh xã hội tuyệt vời, rồi y tế, rồi cơ hội học tập và làm việc ở những công ty hàng đầu thế giới. Chưa kể nói về nền giáo dục và y tế, Mỹ là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới nếu xét về chất lượng giáo dục và y tế các bạn. Bởi lẽ xứ sở cờ hoa, học tập và sức khỏe luôn được chính phủ và người dân nơi đây được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là họ luôn chú trọng vào việc nâng cao trình độ, kiến thức, chất lượng giảng dạy tại các trường học, nhằm tạo ra một môi trường giáo dục tốt nhất dành cho các em trẻ, các bạn trẻ. Còn đối với y tế thì các chính sách về sức khỏe cũng như là hệ thống các bệnh viện, cơ sở chữa bệnh tại đây luôn được đầu tư trang thiết bị hiện đại và đầy đủ chất lượng các bạn.
còn nói về cơ sở hạ tầng đường xá, Mỹ là một trong những quốc gia rộng lớn và họ đặc biệt quan tâm đến việc phát triển hệ thống giao thông. Nếu đến Mỹ thì chúng ta sẽ thấy họ luôn chú trọng phát triển nâng cấp đường xá nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người, cũng như đảm bảo việc di chuyển luôn là tiện lợi nhất. Cho nên sống tại Mỹ, chúng ta sẽ được tham gia vào hệ thống giao thông công cộng vô cùng phát triển, có thể di chuyển tới mọi nơi dễ dàng bằng tàu điện ngầm, bằng xe buýt, với chi phí cũng rất tiết kiệm của chú anh chị và các bạn. Còn nói về văn hóa Mỹ, Mỹ là một quốc gia có nền văn hóa đa dạng, được hình thành từ nhiều dân tộc khác nhau. Họ tin tưởng vào chủ nghĩa cá nhân, họ đề cao sự tự do. Họ không thích sự ràng buộc hay chi phối từ những người khác. Đặc biệt, họ cũng rất thoải mái trong việc giao lưu và kết bạn với những người ngoại quốc. Chính vì điều này sẽ tạo cho chúng ta có một cái môi trường mới, cởi mở hơn, phóng khoáng hơn để phát triển bản thân. Còn về chỗ ở, nơi lưu trú, nếu chúng ta là một học sinh, sinh viên quốc tế, tại Mỹ chúng ta cũng có thể tìm thấy hệ thống ký túc xá hiện đại. Đây sẽ là một cách giúp cho chúng ta vừa đảm bảo có một chỗ ở tốt để học tập, thuận tiện cho việc di chuyển đến trường học, và đặc biệt là có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn so với việc thuê căn hộ ở bên ngoài. Đối với những người Việt Nam sống tại Mỹ đã lâu và có mức tài chính ổn định thì chúng ta có thể hoàn toàn cân nhắc đến việc mua một căn nhà ở riêng. Đây là một trong những bước quan trọng nhất để giúp cho chúng ta có thể định cư lâu dài và ổn định tại Mỹ. Phải nói rằng Mỹ là một trong những quốc gia phát triển bậc nhất thế giới. Tất nhiên cuộc sống tại Mỹ cũng khá là đắt đỏ các bạn. Chính vì điều này cho nên đã tạo nên một trong những khó khăn lớn cho cuộc sống của người Việt ở Mỹ. Tuy nhiên cũng tùy thuộc vào khu vực của chúng ta sống hiện tại, mức chi phí cũng có thể đắt hơn hoặc là rẻ hơn, tùy vào mỗi cái bang, mỗi cái nơi mà chúng ta sống. Còn nói về cơ hội làm việc ở tại Mỹ, thì với một nền kinh tế hàng đầu, Mỹ chắc chắn là một trong những thị trường việc làm rộng mở nhất, đặc biệt với sự phát triển của ngành về khoa học kỹ thuật, thì nhiều người cũng có thể tìm kiếm cơ hội làm việc với những mức lương rất là cao. Chắc chắn là đối với những người Việt khi sống tại Mỹ sẽ nhận được các phúc lợi xã hội, chế độ an sinh tốt, cũng như là nhiều cơ hội làm việc và cuộc sống chất lượng hơn. Tuy nhiên, đối với người Việt thì một cái rào cản không hề nhỏ, đó là rào cản về mặt ngôn ngữ các bạn. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất mà người Việt Nam gặp phải khi định cư du học tại Mỹ. Bởi lẽ chính điều này là một phần nào đó ảnh hưởng đến việc hòa nhập và phát triển của nhiều người Việt Nam. Những hình ảnh về phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất trong đêm ngày hôm nay cũng xin phép tạm dừng video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.